phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển, đảo. Việt Nam có vùng biển rộng với nhiều đảo và quần đảo. Nguồn tài nguyên biển, đảo phong phú của nước ta là tiền đề để phát triển nhiều ngành kinh tế biển, đánh bắt, nuôi trồng và chế biến hải sản, du lịch biển, khai thác khoáng sản biển, giao thông vận tải biển, vân vân. Một La Mã, biển và đảo Việt Nam. Một nhỏ, vùng biển nước ta. Việt Nam là một quốc gia có đường bờ biển dài 3.260 km và vùng biển rộng khoảng 1 triệu km vuông. Vùng biển nước ta là một bộ phận của Biển Đông, bao gồm nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa. Cả nước có 29 trong số 64 tỉnh và thành phố nằm giáp biển. Ghi chú: 1 hải lý bằng 1.852 mét. Hình 38.1, sơ đồ cắt ngang vùng biển Việt Nam. Quan sát hình 38.1, hãy nêu giới hạn từng bộ phận của vùng biển nước ta. Hai nhỏ, các đảo và quần đảo. Hình 38.2, lược đồ một số quần đảo và đảo Việt Nam. Trong vùng biển nước ta có hơn 3.000 đảo lớn nhỏ, được chia thành các đảo ven bờ và các đảo xa bờ. Hệ thống đảo ven bờ có khoảng 2.800 đảo, phân bố tập trung nhất ở vùng biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh Hòa và Kiên Giang. Tìm trên hình 38.2 các đảo và quần đảo lớn ở vùng biển nước ta. Một số đảo ven bờ có diện tích khá lớn như Phú Quốc 567 km vuông, Cát Bà khoảng 100 km vuông và có số dân khá đông như Phú Quốc, Cái Bầu, Phú Quý, Lý Sơn, Cát Bà, Côn Đảo, v.v. Còn lại phần lớn là các đảo nhỏ hoặc rất nhỏ, không có dân sống thường xuyên. Các đảo xa bờ gồm đảo Bạch Long Vĩ, Phú Quý và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của nước ta từ lâu đời. Huyện đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và huyện đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Hai La Mã, phát triển tổng hợp kinh tế biển. Hình 38.3, sơ đồ các ngành kinh tế biển ở nước ta. Dựa vào hình 38.3 và kiến thức đã học, hãy nêu những điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế biển ở nước ta. Một nhỏ, khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản. Vùng biển nước ta có hơn 2.000 loài cá, trong đó khoảng 110 loài có giá trị kinh tế như cá nục, cá trích, cá thu, cá ngừ, cá hồng, v.v. Trong biển có trên 100 loài tôm, một số loài có giá trị xuất khẩu cao như tôm he, tôm hùm, tôm rồng. Ngoài ra còn có nhiều đặc sản như hải sâm, bào ngư, sò huyết, v.v. Tổng trữ lượng hải sản khoảng 4 triệu tấn, trong đó 95% là cá biển, cho phép khai thác hàng năm khoảng 1,9 triệu tấn, trong đó vùng biển gần bờ chỉ có khả năng khai thác khoảng 500.000 tấn một năm, còn lại là của vùng biển xa bờ. Tuy nhiên, hoạt động của ngành khai thác và nuôi trồng hải sản còn nhiều bất hợp lý, như trong khi sản lượng đánh bắt ven bờ đã cao gấp 2 lần khả năng cho phép, thì sản lượng đánh bắt xa bờ chỉ mới bằng 1/5 khả năng cho phép. Ngành thủy sản đang ưu tiên phát triển khai thác hải sản xa bờ, đẩy mạnh nuôi trồng hải sản ven biển, trên biển và các ven các đảo, đặc biệt phát triển nuôi cá và đặc sản biển theo hướng công nghiệp ở khu vực Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, Đầm Phá Trung Bộ và vùng biển Rạch Giá, Hà Tiên, v.v., phát triển đồng bộ và hiện đại công nghiệp chế biến hải sản. Tại sao cần ưu tiên phát triển khai thác hải sản xa bờ? Hình 38.4, cảng cá tại Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Hai nhỏ, du lịch biển, đảo. Việt Nam có nguồn tài nguyên du lịch biển phong phú. Dọc bờ biển nước ta, suốt từ Bắc vào Nam có trên 120 bãi cát rộng, dài, phong cảnh đẹp, thuận lợi cho việc xây dựng các khu du lịch và nghỉ dưỡng. Nhiều đảo ven bờ có phong cảnh kỳ thú, hấp dẫn khách du lịch. Đặc biệt, Vịnh Hạ Long đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Một số trung tâm du lịch biển đang phát triển nhanh, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Tuy nhiên, cho đến nay, du lịch biển mới chỉ chủ yếu tập trung khai thác hoạt động tắm biển. Các hoạt động du lịch biển khác còn ít được khai thác, mặc dù còn tiềm năng rất lớn. Ngoài hoạt động tắm biển, chúng ta còn có khả năng phát triển các ngành du lịch biển nào khác? Nước ta có đường bờ biển dài và vùng biển rộng. Trong vùng biển nước ta có nhiều đảo và quần đảo. Nguồn tài nguyên biển, đảo phong phú tạo điều kiện thuận lợi để phát triển tổng hợp nhiều ngành kinh tế biển. Ngành thủy sản đã phát triển tổng hợp cả khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản.
du lịch biển phát triển nhanh trong những năm gần đây? Câu hỏi và bài tập. 1. Tại sao phải phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển? 2. Công nghiệp chế biến thủy sản phát triển sẽ có tác động như thế nào tới ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản? 3. Nêu tên một số bãi tắm và khu du lịch biển ở nước ta theo thứ tự từ Bắc vào Nam.